bạn ha, video này mình sẽ giới thiệu sản phẩm đó là bộ sạc iMac B6 ha. Công suất tối đa là 80W. Đây. Sạc được pin nè. Đó, thì thông số của nó nè. Bạn có thể coi thông số này. Đây là cái vỏ ngoài. Đây. Loại này thì cũng là Made in China rồi các bạn ha, là Trung Quốc. Đó. Mình có bán kèm cái nguồn luôn ha, nguồn 12V 5A, bạn nào cần hay mua kèm với nguồn luôn, hoặc là nếu bạn có nguồn sẵn rồi thì cũng 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 có thể sử dụng được ha. Đây nguồn 12V 5A. Rồi, dùng để sạc pin 3S ha. Dùng nguồn 12V thì để sạc pin 3S, 2S, 3S được. Rồi. Đây là cái máy nè. Vỏ ngoài nó cũng bằng kim loại ha, vỏ ngoài bằng kim loại bằng nhôm ha. Đó. Nó cho là tản nhiệt khá là tốt. Bên đây là cái lỗ để ta cắm nguồn vô đây. Vô đây. Đây là một cái cộng biến độ nhiệt độ, nếu bạn cần hãy cắm thêm vô đây. Đây là màn hình nha. Là những cái nút để ta điều chỉnh thôi. Đây là ao bao là ga. Ga bao nhiêu điện ở đây. Hoặc là ta thể sạc từng cell, nếu chúng ta muốn tốt chúng ta nên sạc từng cell thay vì sạc cả khối ha. Sạc từng cell thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Dù chúng ta muốn sạc cell nào thì chúng ta ghim những cái đầu này vô đây. Đó. Để chúng ta sạc ví dụ ha. Từ 2 cell nè, 3 cell là 4 cell, 5 cell, 6 cell nè. Ta ghim vô. Xong rồi chúng ta sạc từng cell ha. Có những cái đầu ghim chơi hà đây. Sẽ tốt hơn so với nếu chúng ta chỉ sạc một khối luôn ấy, thì nó không có tốt bằng ha. Đây. Đây. Là những cái giờ này dắt cắm vô đây nè. Này là cái ra tỷ 60 nha. Đó. Đây là cái đầu kẹp cái sáu nè. Kẹp cái sáu nè, với cái một cái rắc đực nè. Đây là cái đầu kẹp cái sáu nè. Nó dắt để sạc từng cell nè. Đó. Thì ta sạc cho nó từng cell sẽ tốt hơn ha. Đây, thông số nè. Sạc từ được từ 1 tới 6 cell ha. Điện từ 2 tới 20V. Dòng sạc thì có thể từ 0,1 tới 6A. Ha. Rồi. Rồi bạn nào cần hãy liên hệ với mình ha. Bộ sạc và cả cái nguồn mình đều có ha. Rồi chào các bạn.